Để trở thành nhân viên kinh doanh thành công đòi hỏi bạn sự chuyên cần và tâm huyết trong cả quá trình làm việc. Mặc dù thực tế không có hai nhân viên thành công nào hoàn toàn giống nhau, nhưng ở họ vẫn luôn tồn tại một số đặc điểm chung và không khó để phân biệt một nhân viên kinh doanh thực sự xuất sắc trong số các nhân viên kinh doanh bình thường khác. Chắc hẳn nhiều bạn tự hỏi rằng để trở thành nhân viên kinh doanh chuyên nghiệp và thành công thì cần có những phẩm chất như thế nào? Nếu như bạn đã là nhân viên kinh doanh, muốn có sự thành công vượt bậc trong nghề thì đừng bỏ lỡ các yếu tố sau. Nhân viên kinh doanh là một ngành đang được nhiều bạn trẻ theo đuổi ngày nay, tuy nhiên không phải ai cũng biết cách để thành công trong nghề này. Bởi vì để thành công chúng ta cần có một số đặc điểm đặc thù dành cho mình như tham vọng, niềm tin, kiên trì, kỷ luật. Chúng ta cùng đi tìm hiểu sâu vào từng yếu tố nhé. Đầu tiên là bạn phải có tham vọng nghề nghiệp. Kinh doanh sẽ là một trong số những nghề kiếm nhiều tiền nhất ở thế kỷ 21. Cùng với sự phát triển phong phú và đa dạng của các chủng loại hàng hóa nên các công ty càng cần tuyển thêm nhiều nhân viên kinh doanh. Chúng ta sẽ không bao giờ đạt được những điều lớn lao nếu không có lòng tham vọng và khát khao tiến bộ trong tương lai. Một nhân viên kinh doanh xuất sắc sẽ tự đặt mục tiêu doanh số đặc biệt cao cho mình và sẽ cố gắng để vượt qua mục tiêu đã đặt ra. Họ có nghị lực để thành công trong tất cả những gì họ sẽ làm và phát triển mạnh sự thành công đó. Họ luôn nỗ lực để thành công ngay cả khi họ đã trở thành người xuất sắc nhất rồi. Cái họ theo đuổi lúc này là mục tiêu, là đam mê của chính mình chứ không phải những thứ do người khác áp đặt. Chính vì thế, khi tìm việc làm nhân viên kinh doanh các bạn cần thể hiện được quyết tâm của bản thân để thuyết phục nhà tuyển dụng thì bạn mới có cơ hội được nhận công việc mà bạn mong muốn. Thứ hai là luôn có thái độ tích cực. Khi bán hàng mà bị từ chối thường xuyên, rất dễ sinh ra cảm giác nản lòng cùng những cảm xúc tiêu cực khác khiến bạn từ bỏ công việc. Nhân viên kinh doanh thành công sẽ không bao giờ bị đánh bại bởi điều đó. Họ luôn nhìn thấy mặt sáng của vấn đề và đi theo ánh sáng đó. Thái độ tích cực, sự kiên trì và nghị lực sẽ giúp họ đạt được mục tiêu đề ra. Những nhân viên kinh doanh thành công nhìn một tình huống theo khía cạnh tốt nhiều hơn mặt xấu và thái độ tích cực cho phép họ biến tiêu cực thành tích cực trong bất kỳ tình huống nào. Họ học hỏi từ thất bại của bản thân để cải thiện cơ hội thành công trong tương lai. Nếu bạn nản lòng thì hãy nghĩ đến những lần được khen và những niềm vui mà bạn mang lại cho khách hàng thay vì những lần bị họ từ chối. Đặc biệt, các công ty khi tuyển nhân viên kinh doanh đều quan tâm đặc biệt đầu tiên đến thái độ của ứng viên. Thứ ba là luôn kiên trì và kỷ luật. Nghề kinh doanh thường có giờ rất linh hoạt, không cố định. Cấp trên thường chỉ theo dõi kết quả thay vì quá trình làm việc của bạn. Vì vậy, muốn thành nhân viên kinh doanh chuyên nghiệp bạn phải tự giữ kỷ luật nghiêm khắc với bản thân để tránh sao lãng vào những việc không cần thiết. Nhân viên kinh doanh giỏi sẽ kiên trì theo đuổi mục tiêu đặt ra để đạt được kết quả tốt nhất và không dễ dàng bỏ cuộc. Ở họ luôn sở hữu động lực lớn và không dễ bị ảnh hưởng bởi bất cứ việc nào khác. Họ là người giỏi lập kế hoạch và ưu tiên và có một tâm lý hãy làm mọi thứ ngay bây giờ. Không chỉ kinh doanh mà nghề nào cũng vậy, trước khi thành công bao giờ cũng gặp rất nhiều thất bại. Chỉ khi dám đối mặt với nó và rút ra được bài học từ những lần vấp ngã trước thì bạn mới có thể chạm đến thành công. Sự trì hoãn là không có triển vọng cho những nhân viên kinh doanh thành công. Thứ bốn là thích nghi cao với mọi hoàn cảnh. Những nhân viên kinh doanh thành công hiểu rằng thay đổi là cần thiết và có thể nhanh chóng thích nghi hay làm điều gì đó khác đi nếu như việc làm này là có tác dụng tốt. Kinh doanh chính là việc bác bỏ thành công những lời từ chối của khách hàng vì hầu hết khách hàng từ chối mua hàng khi lần đầu tiên được mời. Một nhân viên kinh doanh chuyên nghiệp sẽ biết cách phân tích vấn đề từ nhiều góc độ và nhanh chóng điều chỉnh từ phương án này sang phương án khác cho tới khi họ chuyển điều không thể thành có thể. Có thể nói, họ đã học được nghệ thuật gió chiều nào xoay theo chiều ấy. Với khả năng thích nghi cao, chắc chắn sẽ giúp bạn có được chìa khóa thành công của nhân viên kinh doanh mới, giúp bạn có nhiều cơ hội phát triển trên sự nghiệp của chính mình. Thứ năm là luôn có niềm tin và đam mê với nghề. Song hành cùng với tham vọng là sự tự tin toát ra từ trong mỗi nhân viên kinh doanh. Không chỉ niềm tin vào bản thân mà quan trọng nhất là niềm tin vào sản phẩm, dịch vụ mà mình đang bán vì chính họ biết ưu nhược điểm của sản phẩm mà mình bán. Khi đã tự tin về công dụng, tính năng của sản phẩm thì mới có thể nhấn mạnh vào tính năng mà khách hàng đang có nhu cầu. Giống như sản phẩm được làm ra là để dành riêng cho khách hàng vậy. Sự thật là nếu bạn không tin vào chính mình thì không mong đợi bất cứ ai có thể tin vào bạn. Đừng bao giờ nghĩ mình là nhân viên mới. Với suy nghĩ này bạn sẽ không dám làm bất cứ một điều gì bứt phá. Phải thật tự tin trong mọi đề xuất của bản thân mình dù đề xuất của bạn không được người đồng nghiệp hay cấp trên đồng tình. Những nhân viên kinh doanh thành công có một niềm tin sâu sắc và sự cống hiến hết mình cho những đam mê nghề nghiệp. Điều cuối cùng là luôn học tập từ những người xung quanh và nỗ lực không ngừng. Khi vào làm việc ở bất kỳ một công ty nào, điều bạn cần làm là nhìn mọi người xung quanh nơi đó. Bạn cần phải học cách nhập ra tùy tục khi mới nhập môn để có thể trở thành một nhân viên xuất sắc trong mắt mọi người. Điều dễ dàng nhất là hãy học tập từ những đồng nghiệp và những người xung quanh. Trong công ty, nhân viên cần phải thích nghi và linh hoạt trong công việc để có thể ứng phó nhanh với nhiều tình huống xảy ra. Không phải lúc nào cũng chỉ quan tâm đến việc hoàn thành tốt công việc theo vai trò, vị trí của mình thôi. Nếu là nhân viên xuất sắc, họ sẽ biết chủ động xử lý vấn đề mà không cần đợi đến khi được cấp trên yêu cầu làm điều gì đó, ngay cả khi đó không phải là công việc của mình. Trên đây là 6 yếu tố mà bạn nên có để có thể trở thành một nhân viên kinh doanh chuyên nghiệp. Chúc bạn luôn thành công trong công việc kinh doanh này.